trình kỳ tài thách đấu. Wow. Và mọi người thấy là Lâm Vy Dạ đã khắc phục được cái cân nặng của mình, và gương mặt của Lâm Vy Dạ rất là thon gọn. Và rất là thích điều này. Khi mà lên hình thì gương mặt của mình không còn bị tròn nữa, mà rất là thon gọn. Điều em không muốn nay cũng đã đến. Là miếng dán chống xe xe đó mọi người, chứ nó không có công dụng làm gọn mặt gì cả. Nói chung là gọn rồi, mặt dạ gọn mà mọi người nhìn góc này rất là gọn đúng không? Đang rất là gọn đó, gọn lắm. Thì nó nói chung là dạ đã giảm cân thành công rồi. Dạ không có dán gì hết trơn á, cái này là gọn mặt thiệt mà. Cái này ba cái miếng xe xe đó. Chứ đâu có dán gì đâu đúng không? Cho nên là cả nhà hãy nhìn một nửa, nhìn mặt dạ rất là gọn. Gọi là bị gì? Gì vậy? Nhìn vẫn còn thon gọn. Thôi để dạ xin phép dạ vô đánh khối. Bây giờ này ốm nhỉ? Ốm mà, đang ốm á. Đang ốm hả? Ốm dữ lắm rồi. Thiệt. Mọi người biết không, Lâm Vy Dạ là một diễn viên rất là đúng giờ, rất là chuyên nghiệp. Và hiện tại bây giờ thì dạ đang có mặt tại set quay đó, và sân khấu đã lên đèn và dạ chỉ chuẩn bị quay thôi. Còn nghệ sĩ hài Anh Đức thì bây giờ thì đang ngồi ở trong đó lấy kem để lấp những cái lỗ rỗ trên gương mặt mình. Đến bây giờ mọi người đã ra đây chuẩn bị, nhưng nghệ sĩ hài Anh Đức vẫn còn ở trong đó để make up, để làm tóc. Mà mọi người biết đó, với cái nhan sắc đó thì làm bao giờ mới đẹp. Em là bạn á. Được rồi đó, chỉ hoài em vẫn chưa hài lòng. Em phải đi hứng phấn nữa rồi Đức ơi. Không, em nhiều lắm rồi. Không, em nhiều lắm rồi, tại em đẹp tự nhiên á, anh chỉ cần cái nền nhẹ thôi. Em vẫn còn thua anh về phấn đó. Em thua anh về phấn hả? Em không dám làm lại anh đâu. Đó, vô đó đụng tới vấn đề phấn son rồi, đụng tới makeup phi nữa rồi. Tụi mấy thằng mắc hoài, mắc mà nó không lên. Mắc không lên thì nói. Chị nó mới ra thì tóc. Mà anh bẻ làm sao giờ nó thành cong queo rồi. Anh phải sửa lại. Hôm nay là mình làm diễn viên Hàn Quốc thì mình cũng phải chơi đồ này, là đồ của Nhật. Đó, thấy chưa? Nó rất là gọn gàng. 150.000 à. Với lại nè, bữa nay đánh cái son gì mà màu đỏ hồng quá kìa. Người ta nói không có đàn ông. Giờ rất đàn ông hả? Có hồng lắm không? Đàn ông, đàn ông hả? Giỡn hoài. Bậy à. Ê, đàn ông à. Đang sống truyền hình nha. Đàn ông. Đàn ông không? Rất đàn ông. Đàn ông không? Rất đàn ông. Bạn trai Đức là con trai hay gái? Bạn trai là con gái. Bạn trai là con gái. Cuộc sống đâu lường trước điều gì, tình yêu có thể đến rồi đi. Ủa sao tôi trả lời cái gì vậy? Tôi mới trả lời cái gì vậy? Ê gài hả? Kể từ ngày đó hai ta chẳng thấy nhau. Ê cho lại cái son đi. Rồi sao gài hay vậy ta? Bạn trai mà là con gái là sao ta? Kỳ thiệt. Bạn trai con gái? Bạn trai. Không có bạn trai, trời ơi. Gài hoài. Sao hỏi kỳ vậy? Không có bạn trai nha. Tôi biết lý do tại sao bạn giả nó chia tay luôn rồi đó. Hả? Sao vậy? Bạn trai là bạn gái. Tại nãy bị liệu với ai có bạn trai đâu trời. Ủa sao ta kêu bớt son rồi đánh son nữa? Đánh son rồi nó màu. Dưỡng phải không? Không có màu mày. Có màu mày ơi. Phải không? Bỏng quá. Ok chưa? Okay. Hôm nay mọi người có thấy nhận ra Long không? Kim Tử Long nha, chứ không phải là Kim Chơ Dông gì đó nha. Phải không? Dạ đúng mình. Đây ốm à? Dạ em xuống 6 kg. Xuống phải không? Dạ. Đúng rồi, quay phim phải không? Dạ. Ừ, hay đi.
xuống hay quá vậy Giang. Dạ con trẻ đó anh, mấy người trẻ dễ xuống. Vậy hả? Dạ. Chứ không phải ăn anh ốm cho nhân vật hay là quay cực quá ốm vậy? Ốm trước khi đóng phim rồi mà cưng. Em nói gì vậy đó? Là ăn khoai lang với lại dạ em ăn khoai lang với lại thịt bò, thịt gà, khoai lang, rau với lại trứng. Ở nhà thì em ăn nhiều lắm, cậu đi làm thì nó cực. À đi làm nên không có thời gian nấu cho nên phải ăn chứ không ăn cơm phải không? Dạ không. Ờ đúng rồi, không ăn thịt bò mà đâu xuống đó. Dạ. Thì ráng giống như là anh xuống gì đó anh chuẩn rồi. Không phải xuống chút nữa, phải xuống khoảng 2 kg nữa mới được. Chứ giờ mình còn ập quá, mặt còn đậm quá trời. Bụng còn em có giờ thấy em mặc được. Ờ sao quá. Cái mặt em rất là gọn người, rất là gọn chị, tại vì có nhiêu là nó vô cái bụng hết rồi. Mà em che đó, cái áo rộng á. Áo rộng em che. Anh mà mặc lên là cái mặt anh dần dần à. Trời ơi, khổ ghê. Cái người muốn cô để rời đi trong căn nhà này là ông chủ, nhưng mà ông chủ muốn không dám để cô đi. Tại vì sợ cô đi thì bị ông này mới hại tiếp, nên vẫn giữ lại kế bên. Nên ông chủ lúc nào cũng diễn với cô rằng là khó ưa bà này, khó chịu bà này. Diễn để chi? Để cho con nhỏ này nó luôn nó nghĩ rằng ông này đối xử nó tàn bạo, nhưng thực ra ông này rất là tốt. Ê kết ao mình làm bất ngờ vui đi chị, Vinh Long lấy nhau. Cái phát tự nhiên nhất là dạ phải tẩy trang. Có chữa chừng nào lẽ? Đâu rồi đóng vai con nhà giàu. Quá trang dù quá trang hay à? Dù quá trang hay à? Không biết, có bụng bình thường là vậy. Giờ đang nó gọn vậy nè. Quá trang. Ở ngoài đang 36-37 độ nóng luôn cưng. Nhà không? Đâu mình thử review về cái áo Giang này. Ờ, lấy cái góc em nằm mệt mỏi nha. Đi nằm kịch bản mệt ngủ quên tiếp đi nha. Cái làm việc kiệt sức mà bây giờ là coi chắc. Không mà nãy giờ cái góc này ta đang né quay góc bên này đi. Chắc cái miếng mà sợ xì chết chưa hả? Nãy khoe nhà trong nhà cái hồ cá gì đó. Cả đám ngồi bàn kịch bản bàn. Lấy nhà em ra bàn. Nhà có hồ bơi, có này nọ đồ. Không mà giàu quá, làm YouTuber mà giàu vậy chắc chị bỏ nghề chị làm YouTuber. Thấy nhà sẵn chị... rồi. Bày cho chị làm YouTuber đi. Đã giàu sẵn rồi, làm YouTuber. Giàu sẵn rồi, bây giờ làm YouTuber giàu hơn nữa. Quá xuất sắc luôn. Bày chị đó, bây giờ thí dụ mình review hay mình reaction gì đó. Làm sao? Thì làm gì cũng được mà đừng làm chung với ông Hoa là giàu. Bây giờ để chứng minh như mọi người biết anh có khả năng, anh nói một câu này mọi người cười hết này. Ok. Tôi tin anh là anh có duyên dáng mắc cười đúng không? Dạ đúng rồi. Anh sẽ thể hiện cái sự duyên dáng. Yeah. Anh sẽ nói là mọi người cười hết. Một cái này mọi người phải cười lên chứ. Ý là trong cái lúc mà vừa định nói là sẽ lặng đi là mọi người ý là bị bí miếng rồi đó, là mọi người phải cười trong cái không khí đó chứ. Em là anh em bút rác về lâu rồi. Dặn rồi đừng ở máy lạnh nhiều vô duyên á. Lạnh quá vậy.